Xin chào các bác. Hôm nay em đang bán cái giò này. Giò này hôm qua em có tách một thân để bán cho bốn bác. Cuối cùng em tách được các bác. Bây giờ nó hiện trạng nó còn 4 thân. Đây là hai thân ngắn nhất này. Vẫn chưa thắt ngọn đâu. Đấy. 20 này, 40, 60, 80 phân. Còn hai cái đuôi dài này thì phải tầm khoảng 1m2 này các bác. Đây, rất dài. Đây, em quay xa còn có mấy thân già để các bác ươm kia em không cắt đâu. Lười chả muốn ươm. Đấy. Giò này em bán 4 triệu đó nhá. Có 4 thân. À mà không hiểu xong cái 3 mầm phòi lên. Một mầm nữa chắc nó hơi chậm. Tại vì chắc nó chưa thắt ngọn rụng lá nên lại chưa mọc mầm mới này. Đây là thân lá mầm của nó. Khá ấn tượng ạ. 4 triệu quá. À Mạc Xuân hôm nay em về rồi, các bác nào có nhu cầu lấy gì thì em nhớ để em gửi lại hàng nhé. Nó hết hàng mất. Mạc Xuân 80.000 một cân. 11 cân. Còn đây này về mấy cái kiếm mới. Đây là cái kiếm đài mà có một cái quả dừa hôm nọ các bác. Quả dừa mà có một quả dừa mà bây giờ họ trồng nó lớn này. Các bác thấy em hay bán giống nhưng mà không biết là sau này trồng nó sẽ thành như nào thì quá yên tâm là trồng nó sẽ một thời gian lại sẽ như này. Đây. Bây giờ cao được 40 phân và rất nhiều ngọn. Không nhận cái cây gì cây quá. Nếu mà cứ trồng từ bé đến lớn ấy thì cây cực đẹp luôn. Này. Các bác nhìn thấy cây nó xanh đẹp không? Mượt luôn. Đây nữa các bác. Đây có hai chậu, còn hai chậu duy nhất thôi. Không hết, cái này không có nhiều đâu. Nó mới bé bé tí người ta lấy hết. Đấy, từ một quả dừa ở trong góc này. Bây giờ mọc chín hết rồi. Cái này em bán là 1,5 triệu. Có 2 chậu thôi, 2 chậu. Nó không có nhiều. Đây là mặt hoa của em nó. Đây. Còn cái cây nhỏ nhỏ thì em bán là 350 thì vẫn có đấy. Cây 350 thì các bác này. Đấy, cũng từ quả dừa như này này các bác này. Đây kiếm đài 350. Đấy từ cái nhỏ nhỏ các bác mang về trồng sau khoảng 1 năm là nó sẽ được thế này rồi, rất nhanh. Kiếm đài em bán 350, còn lại này là kiếm vàng đây. Là 1,5 triệu một chậu này. Cực kỳ là các bác mang về có thể các bác như này nhá. Có thể các bác tháo giá thể ra trồng bởi vì cái này nó ăn khỏe, ăn hết chất dinh dưỡng thì nó sẽ mọc ngược dễ lên. Hai các bác mua chậu to hơn các bác nhồi trong để cả chậu trong này thì dễ nó ăn vào cái chậu to này. Nên là các bác ấy. Các bác muốn cái bộ rễ của nó kiểu như là không bị va chạm và không bị tổn thương ấy thì các bác nhồi với chậu to. Rất nhiều người làm như vậy để tránh tổn thương cho cây. Như các bác thấy người ta trồng những cái ki đột biến ấy, người ta trồng vào chậu nhỏ xong đến to ra người ta đắp cả chậu to vào. Còn đây là loại kiếm 3 triệu này gắt hơn. 3 triệu này thì cây nó to hơn và nó trưởng thành hết rồi. Nó có 3-4 thân. Đây. Đây là mặt hoa của nó. Nó khác cái kiếm vàng kia là kiếm vàng nó cũng vàng đậm nhưng mà lưỡi nó không trắng mà lưỡi nó trắng hơn. Còn loại này nó chỉ khác biệt hơn một tí thôi. Nó lưỡi nó phớt hồng hơn. Cái lưỡi này phần này phớt hồng đây. Đó, để em cho nó xem. Đấy nó phớt hồng hơn một tí thì nó phớt hồng như kiểu như các bác nhìn thấy cái kiếm hoàng long ấy hay là phan trí thì nó đều phớt hồng nhưng mà chỉ một cái điểm phớt hồng thôi mà cánh nói chung cánh của cái dòng kiếm này thì rất là to thì nó đã giá trị nó đã nâng lên rất là nhiều rồi. Đấy gọi là kiếm semi. Đây là kiếm vàng semi lưỡi hồng. Cái này bán 3 triệu, tính ra cũng vào khoảng 1 triệu một thân. Kiếm em bán không thực sự là đắt, nó rất hợp lý. Đấy có thấy không, nó hơi phớt hồng hồng. Còn đây là kiếm xanh thái. Xanh thái thì 1 triệu một củ. 1 triệu một củ các bác nhé. Củ có mầm như này là 1,2 triệu này. Củ có mầm như này là 1,2 triệu này. Thấy không này. Lá nó hơi dài, to đẹp. Phần này không ảnh hưởng gì đâu. Kệ nó.
về các bác luyện lại. Đây họ bọc hộp quả dừa dấn giữ ẩm cho tốt. Đây toàn dây trơn trắng này. Kiếm xanh thái là 1.200.000 một thân một mẹ con. Đây là mặt hoa xanh thái lúc lở ổn định này. Còn lúc nó mới lở thì nó đẹp lắm. Thường thường người ta hay chọn lúc mới lở để chụp. Như bông này là cái bông semi số 3 của Thái này, họ toàn chụp lúc mới lở, nó chưa hé căng ấy, đẹp lắm. Căng rồi thì nó sẽ không đẹp bằng. Đấy. Đây lúc mới nở của xanh Thái này. Nhìn nào. Em về thêm đấy, cái loại này 3.000.000. Nói chung các bác em giá hàng giá các bác sưu tầm được thì tốt. Nó cũng không đắt lắm đâu. Không thì em sẽ nhồi cả cái chậu này. Đây. Hàng nào bây giờ nó cũng đang phát triển này các bác. Đây. Phát triển mầm con này. Em nhồi hẳn nó cái chậu to này. Đấy, em cho giá thể đổ vào. Thế này em chăm sóc cho nó dễ, nó ăn hết ở trong cái lỗ này. Sau em mới tính, cứ để cho đẻ thoải mái đi. Xong ra hoa rồi em bán cho các bác cũng được. Đấy. Còn một số loại vật tư. Em có nhập thêm cái loại chậu là Phi 25. Các bác nhìn thấy kinh khủng không? To lắm, nặng. Và này em bán là đây là Phi 23. Ở đâu? Phi 23 đây. Phi 23 cái này. Phi 23 là 12.000. Đây to đúng rồi. Nó có 12.000 thì quá. Còn cái này đắt hơn, cái này 18.000 thôi. Cái này chọn to đùng rồi. Đây. To kinh khủng luôn đấy. Các bạn này có trồng cái gì cũng được. Còn mình thường em bán chỉ đến chậu 21 là kịch thủ, chậu 21 bán có 8.000 thôi các bạn. 21 8.000, 23 12.000, 25 là 18.000. Các loại vỏ thông xay và chậu. Chậu lan giả này. Loại này là Phi 20. Phi 20 đây có số 20 này, là 17.000. Còn Phi 25 là Phi 25 là 20.000. Các loại cốc từ 10 này. Đây Phi 10 để đút vừa cái này này. Phi 10 là đi 2.000. Phi 10 là 2.000 này, và từ Phi 10 đến Phi 18 thì mỗi loại cứ cộng thêm 1.000, 1.000, 1.000. Như Phi 14 là 3, Phi 16 là 4, Phi 18 là 5. Alo. Phi 18 là 6. Phi 21 là 7, à 8. Vỏ thông đây, 4 cỡ vỏ thông. Đây số 3. Số 4. Đấy. Đây các bác chưa giờ nhìn thấy số 1 đúng không? Số 1 là loại em bán rẻ nhất, 10.000 thôi, không phải 10.000. Số 1 10.000 thôi, còn số 2 vẫn 15.000. Đây, số 2 to hơn số 1. Số 1 này thì nó hơi vụn nhưng mà em quạt sạch lắm rồi. Số 1 10.000 nhé. Đây là số 1 là số rẻ nhất của vỏ thông. Còn rêu trắng hay rêu xanh, rêu trắng là 150, rêu xanh là 40.000. Các loại thuốc và phân bón. Cái kỳ đỏ, cái kỳ xanh và keo liền sẹo Mỹ. Đây là sẹo Mỹ 50.000 này. Đây là kích chế của Thái là Exotic là 70.000 này. Vật tư em nhiều thứ lắm, hay lắm. Cứ có loại gì mới em sẽ giới thiệu quá. Còn đây cốc mô này. Cho các bác xem cốc mô nhé. Cái này nhìn giữa một cái này, nó có hai màu đen trắng này. Đây. Cốc này các bác mua hàng của em, các bác hay nhìn để ý là thấy có người ta ấy cho cốc này ấy. Đấy, cốc này chuyên để trồng lan đấy. Để ươm kỳ các thứ ấy. Còn loại cốc nhỏ hơn nữa thì là ươm cây giống, ví dụ những cây EASO mắc cạn ở đút đây này. Còn 125 là thay. Đấy, nó có hai kích cỡ. Cốc này đẹp. Cốc này các bác có thể vừa chơi hoa lan, vừa chơi được cả thân lá, chơi được cả rễ. Đây cốc đen này nữa. Nhìn rễ. Còn cái loại bé bé này là 1.000. Các loại lan trong nhà thì lại tiếp tục là tràn ngập. Mắt lai hòa bình này. Trầm rồng đỏ này. Trầm rồng đỏ 100 một cốc này. Ờ các cái mã kiếm lai này. 14 14 này. Đây em có mã số 2 là số 14 này. Kiếm vàng lai mới kiếm semi đỏ. Đặc biệt là những cái bản lá của những cây này rất là đẹp. Và số 4 là số 34 này.
200 một cốc như này, cốc to rồi. Cốc to như kiếm đài rồi. Đây, to bằng kiếm đài rồi. Còn lại Sao Star Lime số 3 của Thái là 300 này. Đây, mặt hàng mới hôm nay gồm có loại thân trầm blue lime với cả cái phi điệp trầm blue lime phi điệp này các bác này. Em không hiểu sao mà thân nó không khác gì phi điệp rừng. Mà phần dưới gốc cũng bẩn bẩn như là phi điệp rừng ấy. Cái này móc ra chắc khó ai phát hiện ra được. Cái này bán 300 một cốc có hai thân. Vâng, các bác mua phi điệp tím rừng thì một thân 40 phân này, em như bán một thân dài tầm 50 phân, 40 phân này thì là khoảng 400. Còn đây em bán hai cái này có 300 thôi. Đấy. Mức giá của nó rẻ gấp đôi cho nên là có thể người ta sẽ trà trộn và bán phi điệp rừng nhưng mà em không. Đây các bác này nhìn rất bẩn bẩn. 300 một cốc các bác. Mặt hoa đây, nói chung là mặt hoa nó đỉnh lắm. Bố mẹ nó rất đỉnh luôn. Đây bố mẹ đây. Blue này. Đây các bác. Đấy. Cuối. Bây giờ đang bắt đầu rụng lá, sắp có mầm gốc nhỏ và bắt đầu lứt nụ. Chưa nứt. Một chậu được 2 thân nhá. 2 thân hoặc 3 thân thì nó nhỏ hơn. 300 thôi các bác. Em chưa giờ em thấy em bán video nào rẻ như cái loại này. Cặp like thì đỉnh cao mà giá lại rẻ. Còn hồ điệp thì vẫn 103 cốc. Còn địa lan thanh ngọc đây, địa lan thanh ngọc hoa lở tết đây. Cái này chậu thấp nhất là 4 thân. 90.000 một thân các bác nhé. Các bác lấy chậu bao nhiêu thân cũng có. Chậu từ 10 thân trở lại. Rồi em cảm ơn các bác. Nhiều mặt hàng quá.